Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này. Này góp nhãn cần giá khoảng 4 đô hiện tại nhưng chưa được ở khu đông giao dịch nha các anh em. Thì anh em cứ châu Phi thì anh em cứ nhận đi, sau này chờ nó lên giá như lít sàn cao thì anh em có thể bán được các anh em. Rồi để tham gia giá anh em click cái phần link mô tả mình, nó ra một cái giao diện trang trader như gì nữa. Thì anh em làm nhiệm vụ thôi. Anh em đầu tiên anh em like và retweet trang Thị World nữa nè. Anh em bấm vào đây nè. Cái này là mỗi làm. Rồi anh em follow nữa các anh em. Rồi anh em lướt xuống tweet nữa cái. Chờ lót gian chút xíu các anh em. Cái máy này mình bị đơ hoài không biết sao. Anh em follow, anh em like nè. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì anh em tweet lên. Rồi anh em bắt up lên anh em. Tất cả anh em bắt up lên anh em tăng thêm địa chỉ dí và 10 người bạn gắn thẻ SEO, tăng 10 người bạn của mình, anh em bấm vào đây anh em đi tiếp với comment nha tất cả anh em. Chứ comment nè. Rồi người ta nam anh em ghi chữ SEO rồi anh em tắt 10 người bạn của mình vào tất cả anh em gõ A cộng nữa. VS. Theo word của mình là A cộng Win. V này là H9 nha tất cả anh em nào thiếu bạn. Tôi thấy kết bạn tiếp nè, tiếp 10 bạn gì các anh em. Rồi anh em tắt 10 bạn anh em xuống chút cách đi nè. Rồi anh em lấy cái địa chỉ với chút wallet nha tất cả anh em mở địa chỉ với chút wallet của mình ra. Anh em dùng có thể dùng địa chỉ ETH tất cả anh em. Rồi anh em mở địa chỉ anh em chờ chút xíu tất cả anh em. Hy vọng con này nó về và nó sẽ lên giá và có lượng giao dịch nha tất cả anh em. Hiện tại trên sàn chưa có lượng giao dịch. Mình mới chết, mình có gấp cô rồi. Rồi anh em lấy địa chỉ của nó ta. IO nè. Bạn nào chưa biết cập nhật thì cập nhật vào các bạn. Hoặc có thể bạn có thể lấy địa chỉ ETH này nè các bạn. Đây địa chỉ ETH này cũng được, nó tự động nó mã quá ra nha các bạn. Rồi các bạn trở về bên trader đi. Cần bắt vào các bạn. Dán vào. Phan đem coi yêu cầu nó đúng không các bạn. Thôi các bạn gì là rồi các bạn chờ chút nha các bạn. Ok vậy mình đã hoàn thành dự án các bạn, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo như mình nhé.